Vợ chồng miền Tây mến chào đến ông bà cô chú anh chị ngày mới ha. Thì hôm qua anh đặt lại cái điểm cũ của chú anh chị, cái điểm mà cái hàng xã nè. Gì vậy? Con hả? Luôn cũ à. Đặt lại cái điểm hàng xã nè. Hàng xã này dài xuống dưới, nên đặt dài xuống tốt dưới luôn. Gần tới cái đường mương dưới, đường mương dưới thì nên chưa đặt. Tại hết luôn đặt rồi cô chú anh chị, đặt lại luôn cũ. Dính níu à. Thấy đường chạy ngoài này im quá mà sao kỳ ta. Đặt lại đường này nè. Thấy đường chạy này, thấy dập cỏ mà sao không dính ta. Đây dính con nè. Hết luôn đặt này. Người ta chưa cắt, chưa người ta cũng chưa cắt lúa nhiều. Còn với ta chưa cắt lúa nhiều rồi đồng nghiệp cũng nhiều nữa. Đồng nghiệp cũng nhiều nữa cho nên đặt lại luồng cũ. Đặt lại luồng cũ thì nó không bằng luồng mình mới đặt. Nên xui thôi. Đây được một con. Bự. Có một con kìa. Rồi, ngày mới nên cũng không quên chúc ông bà cô chú anh chị mình sức khỏe dồi dào ha. Để luôn gặp nhiều may mắn. Tối cho nên mưa quá trời, mưa ngập nước, nổi nước luôn, mưa nổi nước luôn. Đây đừng con chuột con tha gom vô, tối không dạng đám mưa hết thế gần tới sáng luôn. Giờ mình kỹ kỹ có mấy cá anh chèn vô trong cái bụi xả. Thế nên thấy đường nó chạy nè. Đường chạy ngoài im nè, mình sẽ đặt không dính nó nè. Nên cũng không biết luôn. Đi hôm nay mưa quá nó chạy lãng gì. Giờ nên chuột còn chạy. Chuột con hả? Bữa đầu tiên giờ này chuột cũng còn chạy, nay gom giờ này chuột cũng còn chạy lên này, chuột nhỏ cũng bự, đường mòn chạy im hết sức im mà chứ quất hiểu không nổi chứ, bó tay đường mòn chạy là thấy đặt là lụm cắt cứu con gì mà chết. Giờ này nhái còn kêu nữa. Ngái vô trọt kêu ọt 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 ọt. Mưa. Mưa kiểu này là mơ người ta nay hết chắc lúa. Đường im quá im mà không dính ra. Đường chạy kìa. Chạy ra cũng khừ luôn. Trời, không dính luôn hả? Nhiều khi nhái không chừng. Nhìn thấy con cái kìa. Yếu rồi, yếu xìu. Đường chạy quá im, không dính gì trơn. Chạy gì? Xẹp cỏ, xẹp bút gạ luôn, xẹp gơm luôn. Một bé. Chạy cái đường như giò im. Giờ đây nên gom dài xuống. Một sáng, sáng sớm không thấy ai ngoài đồng. Chết quất. Ồ đây có cái đường à. Có cái đường thấy chạy lên nhưng mà đặt không dính. Đường chạy lên nè, chui vô đó. Nhưng mà nó đặt không dính, biết qua mẹ như này luôn. Như này có chuột chạy nè.
mẹ chạy lên đường nào nên không biết. Đây một con nữa, bé bự bé bự. Rồi không dính luôn. Đây bên này dính còn. Xả nó chạy xuống dưới. Đưa gom khúc cho nhanh, nguyên đang nên đặt nguyên đường dài thòn một chuột chà bá luôn. Đặt một từ ở trên ra đếm xả đó, sen vô lú chính luôn. Lúc trên đó mà nó lội lúc xuống tới cái đường kính dưới. Đặt mới hết gặp. Tiền con tại tại cái đường này thưa chuột cũng có chuyện gì. Thưa chuột cái đường im hết sức im, được cái lỗ chui lên gì mà. Đặt không có, bắt quay về chiếc quớt. Kệ sáng gom lên. Có không vậy? Hả? Bự nhá. Chết con bự nữa hả? Cái gì? Dính sớm. Mấy con chuột đó, con chuột dính sớm không? Uổng ha. Đang không có chuột. Hai con chết ra luôn. Hai con bự không? Hai con bự. Uổng ghê. Hai con đó cũng rồi. Rồi chuột bành kia luôn. Hai con này 400 gram. ba trăm gram hai chục cũng quá hay à, 100 gram 6.000 300 gram 18.000 uổng. Uổng hết 18.000 18.000 cũng được xị xăng hay gì vậy. Cái gom khúc này đi. Gom khúc này đó. Ngoài em chạy xuống tới cái nhà luôn á. Ồ gặp không không. Đường chạy quá im. Kệ đó dính con kìa. Hàng ở trên đó có gì nè. Đường chạy cặp mé nè. Đây nè. Rồi chạy vô đó kìa. Đó chạy vô kìa. Nhưng mà dám bà cái chết hết trơn. Đây cũng dính một cái chết luôn nè. Cái đường chạy lên nè, đường chạy lên nè, chạy lên đây nè, lên hang đó gì mà dám chết luôn. Cái đó dính kìa, buồn thiệt chứ. Rồi cái này ủi gặp luôn, ủi gặp à, biết ghim gặp lại được. Tại dưới này nè nó trống lỏng không thấy đường đặt. Này chết luôn. Không thấy rõ được. Me không kỹ. Chết trong này không có gom, trong lỏng gom. Nè đây. Cái này chết luôn. Rồi ủi gặp luôn. Cái này dính con. Nhỏ cái này ủi luôn, ủi cắm đầu nó nên thấy dính con hay gì. Ồ, nghẽo luôn. Hai cái hai con luôn mà nghẽo một con rồi chứ gì, bị kẹt. Đây con bự nè. Con nãy lỡ. Hai cái hai con mà nghẽo. Nghẽo không con. Uổng quá. Đây. Bé nữa. Ồ cái này gì mà chết ha. Cái này cái đường chạy lên đây lắm. Nó ao luôn mà chết. Đây dính nữa nè. Một bé. Lạnh quá chết thì nghẽo muốn nghẽo rồi.
lạnh quá muốn ngẻo luôn rồi cô chú anh chị. Dám mấy con nãy là tại không phải dính sớm mà nó mưa nó lạnh hay sao. Hai cái hai con luôn đây, ba cái ba con luôn, con này con bé, cái này chưa quớt. Cái này thấy hôm qua cái đường chuột nó chạy xuống dấu dò này, dấu dò con chuột còn chạy nè mà nó đuổi lên đường nào nên không biết nữa, chứ nó không có chạy xuống ngay cái cống. Dấu dò con chuột chạy nè, biết qua đặt ngay đây được rồi, sợ cái cống cái nước nó chảy xuống á, nó chảy xuống rồi cái con chuột nó tạt, nó không có chạy đường đó mà chạy đường khác. Một bé chuột con nữa, sợ sợ gì á. Tại hôm qua là nên thấy dấu dò nó chạy cái hướng xuống chui vào trong cái lỗ cống á, lỗ đường nước, giờ bỏ lỗ đường nước nó quẹo đường khác xui. Đây dính con tới vườn dưa leo rồi, vườn dưa leo bị người ta đào hết rồi nên đặt được ít cái chứ không được nhiều. Trời sáng còn mây nước không cô chú anh chị, trời chuyển mưa, sáng trời chuyển mưa hả. Núi sàm đây, nhìn thấy núi sàm này dính nữa nè. Rồi này hai bé luôn, rồi hai bé mà nghẽo con bé rồi. Hai bé chuột con, cái đường này đặt thưa gặp. Đây một bé nữa, đường nó chui chui đó, đặt đó dính lại nó chui xuống đó đó, chui nó đặt lắm. Ủa gặp của nay ấy cho người ta qua nên đặt hàng này mấy cái gặp luôn nè, từ ở trong này, từ trong này nè, đặt dày ra đầu đó mấy cái luôn. Rồi ai thắt ai ấy chưa này, ai lưỡng hết trơn này. Ý. Bó tài. Ủa hai vợ nên gom, ở xe đậu trên đó kìa, chắc vợ nên gom quá. Ủa làm hú hồn thì chắc vợ nên gom rồi của chú anh chia, xin lỗi hiểu lầm kìa, bà đi đằng trước kìa, chàng ơi bà xe bà đậu trên đó nên kêu chạy lại đằng cái nhà đằng này nè, nhà trống đằng này nè, đây chạy lại đó đó, cái đổ đó mà ai ngờ bà ngừng ở đây, bà đổ đây nên sơ ý không có nhìn chiếc xe nữa. Đây người ta trồng dưa leo đổi thừa tầm 7 tầm 3. Cái này người ta trồng dưa leo của chú anh chị, người ta đào chứ, đào chuột với nhảy dưa leo. Bữa nay là mới nên đặt cái đường kinh đó lại đó, nên đặt dạy ra ngoài lại đường kinh đó, bữa hổm nó đặt dính cũng im đó. Bỏ đây cũng hai, bỏ nay cũng hai bữa nay đặt lại mà đặt được chắc vỏ một, còn vỏ không biết đặt đâu hết chỗ đặt rồi. Lúa chưa cắt nhiều á, người với đồng nghiệp cũng nhiều, đồng nghiệp đặt nhiều dữ lắm, đi mà chạy trễ là không có chỗ đặt luôn. Ở đây đường cũng được không chết ra, nên gom dòng ngôi này cái nữa là hết dập rồi, dạy vô trong là hết hết bảy đồng mới cũng chuột con không đó, dính đó còn đó, dính chuột bự không. Để đi có rồi không, chuột con bán cũng được mà, đi nó nhẹ ký thiệt, nó tới hai mươi mấy còn ký
Tự nhiên mấy cái hai cái này chắc quất chưa. Ừ, hai mấy con là 3 kg chuột bự. Đây con chuột con này kìa. Nay quải sao đào dài vậy ta? Quải thốn đào dài ghê luôn. Đây dính con nè, con bự kìa, đằng đẵng dính con kìa. Ồ, bên đoạn trước quất, mình nói trước quất. Sáng nay nên quải đào dài quá, nó thốn dài ghê luôn. Quải không có nhiều gặp á. Anh tại đặt đất đi từ Trúc Mỹ chảnh dài xuống dưới này. Xa lắm á, từ lúc Mỹ trên kia của chúng chị dài xuống dưới này nè. Con nhỏ hả? Ừ, con cây mấy mắt. Nên quải con vỏ. Bà xã nên quải con vỏ. Vỏ nên đỡ kìa. Sáng cái hai chồng đi gom vậy đó. Ừ. Hai cái không sạch cái nào luôn. Ừ, anh xui mà. Anh xui thôi. Trời chắc nay mưa nữa vậy. Ui ui trời chuyển mưa. Đây một con có một bé bự, đây bé nữa, hai cái hai bé, hai bé. Ồ, bển không dính gì chưa, làm như nó chạy qua đây nó không chạy bển. Bển có gì đâu ăn à? Sao không có, chợ bển cũng đút gom mà vô vò bển lử nè, ai nó không có, cũng có con bự nè, hên xui thôi, thấy không? Mấy cái này chắc quá chút gom. Ồ, đây dính con nè. À, nó không có. Đây, lọt. Chồng lên gom cũng xong cô chú anh chị. Trời mưa cũng lâm râm rồi nè, mưa phùn. Mưa lâm râm hay hơi à. Nhìn ở dưới nước mới thấy, gần trên bờ này không thấy, mưa hay hơi à. Không lớn, trời chuyển đang kịnh nè. Bữa nay là cái như là ăn cái không rồi đó. Thôi đừng, giá ông đừng có mưa lớn, mưa lớn còn mưa không mưa còn đi đặt chuột được. Hôm nay chắc nên tranh thủ đặt sớm. Đây có cái chạy của chủ trồng dưa leo. Hỏi ông Quyền, Quyền đóng gặp luôn. Nay dính đợt êm không? Nay trên đám xả thắt thu. Nhà dưới này dính lây gai không? Xả thắt thu nặng luôn. Con nhiều quá, bữa nay chắc kêu điện nó kêu lấy à. Chút anh điện nó đi rồi em chạy vô đây. Đó là đi ra lấy. Sao nó không rảnh đi á, sáng này ở năm có mẹ đi á. À. Có sáu lấy không á chứ nó đâu có lấy đâu. Được nhiêu cũng im. Chết hai con uổng quá. Hai con bự. Ờ sao bắt mưa không chừng nữa. Mưa chùm ngập lạnh chết không chừng nữa. Chắc không phải dính sớm đâu. Mình sợ mưa. Ê, tối mưa gió dữ lắm mà. Để nên sắp tiếp xả nên cái đi về của chúng chia. Hai chồng anh về tới. Có chuột mập mập sầu có găm ăn ha. Chuột nó không mập. Nay chuột con cũng nhiều vậy. Nay kêu được lấy rồi. Má không điện nó đi. Ừ. Rồi em
này cũng có lý của chú anh chị, cũng mấy mấy chục con chuột lớn á, cũng năm nay cũng 5-6 kg 6-7 kg gì. Ô ba con luôn kìa, ngéo con chuột con nhỏ nữa kìa. Ủa chuột nhỏ bắt kìa, chuột nhỏ nãy nó kẹt chuột đó còn mềm không hả? Chuột lớn nó còn mềm không? Này cũng im im mà im chuột nhỏ. Có đâu, tính hết luôn cũng 6-7 kg chứ ít đâu. Chuột lớn cũng nhiều đó. Chuột con chui vô gom. Ờ, làm sao phóng ra luôn đi mới ghê. Trời quay con nè. Con xấu quắc rồi quay gì. Được nhiêu nè. Này tính hết luôn 6-7 kg phải gù của chú anh chị. Đây nè. Cái cậu quay đó đã chưa làm lại đó. Nó nghiêng nghiêng bên á. Rồi bác ơi đi. Rồi cặn đó thử rồi nhiều. Đây một tí nữa nè. Ê, gãy cầu đó nha. Đó mấy ký à? Ngót không gài. 7 ký. Được có 4 ký. Ừ. 5 ký. Rộng nó như 2 ký gì? 3 ký. Đâu tới đâu rộng. Còn lại đó. 2 ký mấy gì? 2 ký mấy à? Rồi, thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng ha. Nên hẹn ông bà cô chú anh chị mình lại video sau. Rồi, nên chúc cả nhà xem video vui vẻ. Bye bye.